Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày hôm nay. Cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đã bị khởi tố. Ông Mai Tiến Dũng, cựu bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ bị khởi tố và lệnh bắt tạm giam với cáo buộc có sai phạm liên quan tới một dự án tại Lâm Đồng. Ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết ông Dũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định tố tụng với ông Dũng được nhà chức trách thi hành hôm ngày 30 tháng 4. Và ông Mai Tiến Dũng, 65 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng, hai khóa 11 và 12, từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Vào tháng 4 năm 2021, thì ông nghỉ theo chế độ sau một nhiệm kỳ giữa chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng và Chính phủ. Và từ khi nghỉ hưu đến khi bị bắt thì ông Dũng từng hai lần bị kỷ luật. Vào tháng 1 năm 2023, ông bị ban bí thư cảnh cáo cho thiếu trách nhiệm trong vụ chuyến bay giải cứu. Và một năm sau thì ông Dũng cũng bị Bộ Chính trị khiển trách do liên quan sai phạm tại Bộ Công Thương. Và tại Lâm Đồng thì vào đầu năm nay, do liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh và bí thư tỉnh ủy Trần Đức Quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp và Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Anh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt với một trong các cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Những người còn lại là tội nhân hối lộ. Liên quan tới vụ án này thì bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố tụng và chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả của văn phòng chính phủ bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng thì bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách và nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra, khiếu nại về dự án, gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước. Đó là thông tin của ngày hôm nay. Nếu em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên để đăng ký vào chu nhé. Tạm biệt.